Kính thưa quý vị khán giả đang xem đài Nét Việt TV trên băng tần 1.6. Kính thưa quý vị, hiện bây giờ Quang Tính có mặt tại số 2006 Saben Việt. Đây là cái khu Mobi Home. Kính thưa quý vị, vừa qua là ngày Chủ nhật, ngày 20 tây tháng 5, thì xảy ra một cái vụ án mạng rất là nghiêm trọng. Đó là người cha và người mẹ. Sau khi 3 ngày sau, người ta mới điều tra ra được chính đứa con của mình là một nghi can chính. Thì qua cái tình hình sức khỏe thì người cha chết tại chỗ và người mẹ hiện bây giờ đang nằm bệnh viện trong rất là cái cơ nguy kịch. Một cái điều đặc biệt và đau lòng là vừa qua là chúng ta ngày lễ MDD, sắp tới là ngày Father Day, không biết vì lý do gì, vì động cơ gì mà đứa con ra tay sát hại người mẹ. Mời quý vị cùng Quang Tính vào phía trong để coi họ làm lễ cầu nguyện như thế nào. Tôi cũng rất là không biết nói sao. Tôi nghĩ là trong sự tổ chức có nhiều sơ sót, miễn chúng ta tới với nhau trong tình thương của đồng bào. Vì thế một lần nữa chúng tôi xin đề nghị chúng ta hướng tâm nguyện về cảm ơn quý sư cô của tu viện. Chúng ta trong giây phút này dành những vài giây phút để hướng lòng cầu nguyện cho hương linh. Chúng sanh cầu Phật từ giá hồ, tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mẹ chóng quay về bờ giác. Cái vụ án xảy ra ngày Chủ nhật nhưng mà tới ngày thứ năm mới không có báo chí là tại vì lý do gì? Thưa đúng, chúng tôi cũng ngạc nhiên đối với tờ MQ News, họ cũng giữ tinh thần đó vì họ được yêu cầu. Tôi được cái thông tin ngay tối thứ Chủ nhật, cảnh sát gửi cái thông tin bằng text, nhưng họ yêu cầu ngay vì vấn đề tế nhị đang còn điều tra. Họ cho biết lúc đầu là tưởng rằng là bắn và tự sát, nhưng một ngày sau họ khám phá ra là người khác, và ngày sau nữa họ mới biết là người con gia đình. Và họ dặn chúng tôi và cả mọi người đừng thông báo cho tới sáng thứ năm 10 giờ rưỡi sáng sẽ thông báo chính thức, thì lúc đó đồng loạt có phổ biến ra thì chúng tôi mới được biết để tổ chức cái buổi thắp nén ngày hôm nay. Thưa quý viên, người con mà bắn cha bắn mẹ như vậy vì cái động cơ, vì mục đích gì? Thưa trước hết bây giờ mới chỉ là nghi can gồm có 25 tuổi Lưu Dương và một người nữa là Madison Mon, 27 tuổi. Chỉ được biết là người cha bị bắn chết trong phòng, người mẹ bị thương nặng ở phòng khách, hai nơi xa biệt nhau. Và trong cái báo cáo của sở cảnh sát nói rõ là hiện nay đang còn điều tra cho biết cái động cơ, và chúng ta cũng trong sự quan ai cũng hỏi câu đó mà không được biết. Tới tí đến nay 7 giờ ông đại úy Johnson Phong sẽ tới cập nhật và chúng tôi chưa được biết rằng họ đã có được kết luận nào. Vì thế đó là điều hoang mang chung, mà hy vọng càng sớm càng tốt, khi có được tin gì tôi sẽ nhờ quý vị phổ biến cho đồng bào liền. Dạ, xin cảm ơn người viên tâm nhiều. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong cái lễ cầu nguyện hôm nay là chúng tôi gặp ông Phạm Hữu Sơn, là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Berkeley. Chưa hết thì thay mặt Quang Tính và mọi người ở đây cũng thành thật là chia buồn cùng gia đình. Và sáng dịp năm nay chúng tôi gặp ông Phạm Hữu Sơn hỏi về cái cảm nghĩ của ông ngày hôm nay. Thưa ông cho biết cái cảm nghĩ của buổi cầu nguyện ngày hôm nay ạ? Hôm nay thì thành thật nói với quý đồng hương là chúng tôi rất buồn, bởi vì cái sự việc này đã xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta. Đây là lần thứ ba rồi. Trong năm nay cộng đồng của chúng ta đã mất đi coi như là 6 người, 7 người. Như vậy thì đây là một cái điều nghĩa là rất buồn cho. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả cộng đồng của chúng ta đã có một cái sự nghĩa là coi như là đoàn kết. Chúng tôi đến đây với tất cả đồng hương đã tụ tập nơi đây để cầu nguyện cho cái hương hồn của cái người xấu số. Thì chúng tôi thấy rằng đó là một cái tinh thần đoàn kết rất là lớn. Và chúng tôi chỉ mong rằng cái tinh thần này chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta duy trì và nhường nhịn lẫn nhau để chúng ta có một cái cuộc sống nó yên lành. Thưa ông, được biết cái nghi can là mới 25 tuổi thôi. Thì nghi can này sống từ nhỏ đến lớn ở Mỹ này, thì theo cái sự giáo dục của Mỹ. Nhưng mà theo ông nghĩ là cái lớp trẻ sau này đó, thường bọn trẻ nó thích, nó rất là bạo động. Thì nếu mà đứng về mặt gia chú hoặc chủ tịch cộng đồng thì anh khuyên những cái lời trẻ đưa lớp trẻ như thế nào thưa ông? Kính thưa quý vị, thì chúng tôi chỉ khuyên các giới trẻ như thế này. Cha mẹ đã hy sinh cái cuộc sống của họ
để mang lại cái tự do hạnh phúc và mang lại một cái nền học vấn cho các em. Dạ. Thì các em phải cố gắng làm sao mà nhận những cái gì gọi là tinh hoa của cái thế giới văn minh này và đối đáp với lại cha mẹ cho nó trong một cái tinh thần là tương kính, bởi vì cha mẹ có thể có những cái giáo dục theo cái lối truyền thống của Việt Nam không phù hợp với cái lối sống hiện tại, nhưng mà những người đó đã sinh thành ra ta, đã hy sinh tất cả mọi cái để tạo cho chúng ta có một tương lai, thì chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt đó để làm sao chúng ta có mang lại cho gia đình của chúng ta để êm ấm. Sau cùng xin cảm ơn ông Phạm Vũ Sơn rất là nhiều. Cảm ơn đài, cảm ơn anh Tín. Kính thưa quý vị, một điều trước tiên thì Quang Tính cũng thành thật là chia buồn cùng gia đình của nạn nhân. Kế bên Quang Tính là anh Nhân, là anh ruột của ông Lũ Thảo, thì có đôi lời sau đây gửi đến quý đồng hương, quý bạn bè và quý thân hữu. Thì vừa qua là Quang Tính có nghe anh nói là không có nhận phúng điếu, không có nhận vòng hoa, có thể anh lặp lại cái điều này được không anh? Chúng tôi, gia đình chúng tôi nhất quyết định là không nhận phúng điếu và không nhận vòng hoa. Cảm ơn. Con chị có thêm đôi lời gì không chị? Cũng như là ông xem rồi ông xã thì sau đó thì cảm ơn quý vị đến chia buồn cùng gia đình tụi tôi. Vừa qua thì gia đình nạn nhân rất là xúc động, rất là nghẹn ngào. Do vậy thì họ có phát biểu như thế thôi. Đầu tiên gia đình nạn nhân họ lặp lại một lần nữa là không có nhận phúng điếu, không có nhận vòng hoa. Và sau cùng thay mặt quý vị đang xem đài, xin chia buồn cùng gia đình anh Nhân và chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vừa qua là chúng ta nghe ông đại quý là cảnh sát giống như là một cái phụ trách một cái vùng, là họ nói là đứa con và một người bạn. Đứa con là 25 tuổi, người bạn là Madison Uông là 27 tuổi. Đây là nghi can số 1. Nhưng mà ông đại quý thì ông không có nói vì mục đích gì, vì động cơ gì để mà người con này ra tay sát hại. Rất là mong quý vị cùng quan tính sẽ làm những phóng sự kế tiếp để tìm ra rõ cái nguyên nhân vì sao đứa con sát hại cha và mẹ. Xin cảm ơn.